Xin chào anh em, mình là Bốc Game đây. Hiện tại Hukochi đang bị sốt siêu vi nên mình sẽ thay thế bạn ấy thu âm vài ngày nha. Mình đọc có gì sai sót thì mong các bạn không cảm bỏ qua. Các bạn có thể để lại một comment động viên cho Hukochi sớm khỏi bệnh và quay trở lại thu âm cho các bạn nghe. Quay trở lại với clip ngày hôm nay của Bốc Game, hãy cùng mình đến với phần 5 của series tuần này chơi gì, nơi bọn mình sẽ cập nhật những con game siêu hot và trendy mỗi tuần để cho anh em trải nghiệm nha. Trước khi bắt đầu clip, anh em đừng quên nhấn vào nút like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất của Bốc Game. Và anh em còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau khám phá top 5 tựa game đáng chơi nhất tuần này. Let's go! Vị trí thứ nhất trong danh sách ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Cult of the Lamb. Cult of the Lamb là một tựa game phiêu lưu hành động được ra mắt vào ngày 11 tháng 8 năm nay. Con game này được phát triển bởi công ty độc lập Massive Monster và được xuất bản bởi Devolver Digital. Cult of the Lamb đặt người chơi vào vai một con cừu bị quỷ ám và đã thoát khỏi sự tàn sát nhờ sự can thiệp của một kẻ lạ mặt. Và người chơi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trả nợ bằng cách thành lập một giáo phái thờ phụng nhân danh mình. Nhiệm vụ của anh em trong tựa game này là xác lập giáo phái của riêng mình trong vùng đất của những nhà tiên tri giả. Du hành qua những vùng đất tuyệt vời và bí ẩn, phát triển cộng đồng và những tín đồ trung thành trong rừng, chống lại đám kẻ thù và đánh bại boss đối thủ để hấp thụ sức mạnh của chúng và củng cố quyền bá chủ của giáo phái của mình. Đồ họa của con game này cũng khá là xuất sắc với cách phối màu và phong cách vẽ đầy tính nghệ thuật. Nhiều anh em game thủ cũng đã tinh ý nhận ra rằng dường như nhà sản xuất Cult of the Lamb đã lấy cảm hứng từ The Binding of Isaac và Animal Crossing khi nó sở hữu khá nhiều điểm tương đồng. Nếu anh em yêu thích thể loại game này và muốn sở hữu một giáo phái riêng của mình thì hãy trải nghiệm ngay Cult of the Lamb nha. Tiếp theo ở vị trí thứ hai, chúng ta có Thymesia, một con game hành động nhập vai cực kỳ kịch tính với những trận combat cường độ cao và hệ thống vũ khí vô cùng công phu. Do việc sử dụng thuật giả kim bừa bãi, một kỷ nguyên của dịch bệnh và sự chết chóc đã lấp đầy vương quốc Hermes. Có lẽ như vị cứu tinh duy nhất của vương quốc sụp đổ này là một nhà giả kim đeo mặt nạ quạ có tên là Covid, người có câu trả lời cho dịch bệnh chết chóc đang ám ảnh người dân ở vương quốc này. Trong thế giới của Thymesia, anh em sẽ hóa thân vào Covid và phiêu lưu trên khắp vương quốc Hermes để khôi phục lại ký ức và khám phá ra những điều bí ẩn đằng sau vương quốc sụp đổ này. Trong Thymesia, anh em có thể chiếm đoạt vũ khí hủy diệt từ những tên trùm khủng khiếp và những kẻ thù đáng gờm. Sử dụng chúng như những vũ khí chết người, anh em cũng có thể chuyển sang hình dạng quạ trong trận chiến, ném lông như dao găm để ngăn chặn những cuộc tấn công của kẻ thù, thực hiện những vụ hành quyết với sự nhanh nhạy của một loài chim săn mồi. Thymesia cho phép người chơi có thể chiến đấu theo cách riêng của mình. Người chơi có thể nâng cấp và sửa đổi các chuyển đổi cơ bản và vũ khí của Kovic, xây dựng lối chơi riêng của mình và chuẩn bị cho những thử thách đang chờ đợi theo những cách độc đáo. Thymesia có lớp nhân vật phản diện vô cùng nguy hiểm và có độ thử thách cao. Và dù chiến đấu với boss có gay cấn như thế nào thì anh em cũng đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta, đó là tìm lại ký ức cho nhân vật chính nha. Hãy ghép lại quá khứ của Kovic khi đi sâu hơn về ký ức của anh ấy và cố gắng khám phá ra sự thật ẩn giấu đằng sau quá khứ đó. Ok, nếu như anh em là một người cực kỳ yêu thích các thể loại game nhập vai chiến đấu thì chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua được Thymesia. Tựa game ở vị trí thứ 3 trong danh sách của Bốc Game ngày hôm nay đó chính là Escape the Backrooms. Escape the Backrooms là một tựa game khám phá kinh dị co-op 1 đến 4 người chơi cực hay và hấp dẫn. Về cơ bản đây là một tựa game giải đố với bối cảnh là một creepypasta nổi tiếng là The Backrooms. Nhiệm vụ của anh em trong trò chơi này là vượt qua nhiều cấp độ khác nhau trong The Backroom bí ẩn, trong khi phải tránh các thực thể lạ và mối nguy khác để cố gắng trốn thoát. Tựa game này sở hữu đồ họa chân thật, bầu không khí buồn tẻ, âm nhạc rùng rợn mang lại cho người chơi những giây phút hồi hộp theo từng nhịp thở của nhân vật. The Backroom, nơi chẳng có gì ngoài mùi hôi của tấm thảm cũ ẩm mốc, màu vàng đơn sắc của những bức tường và những chiếc đèn huỳnh quang tạo tiếng khó chịu sẽ đem lại cho anh em những trải nghiệm sợn tóc gáy. Về gameplay, anh em sẽ khám phá Backroom với một nhóm tối đa là 4 người chơi, nhưng hãy thật cảnh giác. Vì đồng đội của anh em sẽ được dịch chuyển đến những nơi khác nhau trên bản đồ, nên các thành viên phải phối hợp với nhau thật là ăn ý để cùng nhau tìm lối thoát. Anh em sẽ đi qua 8 cấp độ khác nhau của The Backroom. Mỗi cấp độ sẽ có một cách khác nhau để trốn thoát và nhiều mối nguy hiểm trên đường đi. Càng ở lại lâu thì anh em sẽ càng gặp nhiều bất lợi vì anh em không ở đây một mình, mà còn những thực thể nguy hiểm sẵn sàng tấn công hoặc là lừa gạt anh em. Nếu anh em là một người chơi đam mê giải đố và tận hưởng những khoảnh khắc rùng rợn, đáng sợ cùng bạn bè thì đừng chần chừ nữa mà hãy tải ngay Escape the Backroom về chơi nha. Tiếp theo ở vị trí thứ 4, Bốc Game xin giới thiệu tới anh em trò chơi Friday's Frontier, một tựa game được phát hành bởi Cray Entertainment, những người đứng sau trò chơi ARPG nổi tiếng Grim Dawn. Friday's Frontier là một tựa game xây dựng, quản lý, lập chiến lược vô cùng hấp dẫn. Nhiệm vụ của anh em trong tựa game này là bảo vệ và hướng dẫn nhóm nhỏ những người định cư xây dựng một thị trấn từ vùng đất chưa khai hoang ở một nơi tách biệt với thế giới.
Cụ thể là anh em sẽ thu hoạch nguyên vật liệu thô, săn bắn, đánh bắt và làm nông để duy trì thị trấn ngày càng phát triển. Anh em có thể thỏa sức xây dựng hơn 50 loại kiến trúc khác nhau để phát triển thị trấn của mình, từ một khu định cư mới trở thành một khu phố nhộn nhịp. Ngoài ra, hãy nâng cấp các nơi sản xuất để nâng cao hiệu suất và giúp cho người dân sản xuất các mặt hàng cao cấp hơn. Hãy sản xuất các vật phẩm thủ công để dân làng buôn bán, tiêu thụ, trang bị và chiến đấu. Bởi vì anh em sẽ chiến đấu vì sự sống của mình trước các yếu tố và các mối đe dọa ở bên ngoài. À và tất nhiên sẽ có chế độ hòa bình cho những người chơi không muốn tham gia chiến đấu nha. Trong thế giới của Farthest Frontier, anh em có thể quan sát cuộc sống dân làng của mình trong thời gian thực, xem họ vận chuyển hàng hóa từ các địa điểm xa xôi để chế biến thành vật liệu và chế tác thành các mặt hàng. Các tùy chọn độ khó có thể tùy chỉnh cho phép người chơi tắt các tính năng như là kẻ xâm lược hoặc là dịch bệnh để trải nghiệm yên bình hơn, hoặc là người chơi có thể tăng tối đa độ khó để có thể kiểm tra năng lực xây dựng thị trấn của mình. Sức khỏe của người dân cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Hãy đảm bảo rằng dân làng của bạn có nước sạch để ngăn chặn sự bùng phát của bệnh lỵ hoặc là dịch tả. Thu thập quả mọng và trồng cây xanh để tránh bệnh scorbut và đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh nha. Ok, nếu như anh em muốn xây dựng và quản lý một thành phố riêng của mình thì hãy tải ngay Farthest Frontier nha. Vị trí cuối cùng trong list game ngày hôm nay đó chính là Idle Evil Clicker, một tựa game mô phỏng trùm địa ngục. Nghe đã thấy thú vị và tò mò rồi phải không nào? Trong Idle Evil Clicker, anh em sẽ trở thành một diêm vương có nhiệm vụ thuê quỷ dữ, thu thập các linh hồn tội lỗi, nâng cấp và phát triển thiết bị tra tấn độc ác, phát triển vòng tròn địa ngục và tạo ra đế chế ma quỷ của riêng mình. Idle Evil Clicker không chỉ là một game chạm màn hình nhàn rỗi, nó có nhiều điều thú vị hơn thế. Anh em sẽ phải lao động ở một thế giới nơi mô phỏng cuộc sống của quỷ. Quỷ là công nhân của người chơi và công việc của họ là phải đầu tư vào công ty ác quỷ, quản lý nhân viên và làm cho nhà máy Evil Factory tạo ra được lợi nhuận cao nhất, thu thập linh hồn, xây dựng lò luyện hồn và các công cụ tra tấn khác. Ngoài ra, mở khóa các công cụ tra tấn mới bằng cách thu thập mảnh ghép qua các câu đố. Nhân tiện thì nói thêm nha, các câu đố là một phần rất quan trọng trong trò chơi Idle Evil Clicker. Trở thành một chùm địa ngục không hề dễ dàng, mặc dù công việc kinh doanh hơi kỳ dị và chẳng giống bất kỳ một tựa game Idle Tycoon nào mà anh em từng chơi trước đây như Hive City Idle Tycoon, Idle Restaurant Tycoon hay là Idle Airport Tycoon. Nhưng hãy cứ tiếp tục thu lợi nhuận và thư giãn. Ngoài ra thì đôi khi để có được linh hồn, anh em phải cứu cô gái thông qua việc giải các câu đố và sự kiện. Nếu muốn thử trải nghiệm cuộc sống của một con quỷ, hãy tải Idle Evil Clicker và chơi ngay thôi nào. Ok, và đó là phần 5 của series tuần này chơi gì, nơi mà Boss Game sẽ đem đến cho anh em top 5 tựa game hấp dẫn để trải nghiệm mỗi tuần. Nếu anh em có ý kiến khác thì đừng ngần ngại, hãy để lại comment ở phía dưới để Boss Game và mọi người cùng thảo luận nha. Trước khi dừng video này, đừng quên like video và subscribe Boss Game để chúng mình có thêm động lực để ra thêm nhiều nội dung hay hơn cho anh em xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.